Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tổng Kho Thành Được. Hôm nay Thành Được có nhận được một chiếc nồi chiên không dầu, lỗi không vào nguồn. Và một vị khách ở gần nhà thì có nhờ Thành Được sửa chữa và kiểm tra hộ. Thành Được đã tháo ra và kiểm tra thì đã phát hiện ra cái lỗi của nó. Và hôm nay Thành Được sẽ ghi lại cái video clip này để hướng dẫn mọi người cái cách tự khắc phục lỗi nồi chiên không dầu, không vào điện, không lên nguồn. Rất là đơn giản, mọi người có thể tự làm tại nhà. Chiếc nồi này thuộc hãng Besuto, dung tích 6,5 lít, công suất 1.700W. Về nguyên lý hoạt động của nồi chiên không dầu thì nó giống như với lò nướng. Điện sẽ cấp vào và sẽ đốt nóng cái thanh mai so. Thanh mai so này sẽ làm nóng không khí. Không khí nóng nó sẽ làm chín thực phẩm. Đó là nguyên lý hoạt động của nồi chiên không dầu. Nó cũng giống như lò nướng. Đây là một chiếc nồi chiên của hệ cơ cót. Điều khiển cơ cót, nó sẽ có hai luống cơ cót này. Một là hẹn thời gian, và hai là cái cót chỉnh nhiệt độ. Chỉnh nhiệt độ. Thì với các cái dòng nồi chiên ấy mà sử dụng cái điều khiển cơ cót thì nguyên lý nó cũng khá là đơn giản. Đây mọi người có thể nhìn, tất cả linh kiện ở trong thì nó không có gì là phức tạp cả. Nó cũng khá là đơn giản. Mà chiếc này khách đã dùng được một thời gian rồi. Các bạn nào quan tâm hoặc cần tư vấn thì có thể liên hệ với Thành Được qua số điện thoại 094 987 3111, Zalo 097 280 2081. Giải đáp miễn phí tất cả mọi thắc mắc về các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, iPad, điện thoại và máy tính bảng. Thì chiếc này lỗi là không vào nguồn. Với nồi chiên không dầu mà sử dụng mà cơ cót không vào nguồn thì chúng ta kiểm tra rất đơn giản, ai cũng có thể là xử lý được. Nếu như các bác ở nhà mà có một chiếc đồng hồ, chúng ta chỉ cần một chiếc đồng hồ thôi, đo nguồn thông mạch, đo sống chết, ampe, một chiếc đồng hồ của thợ điện, điện tử. Chúng ta sẽ kiểm tra đầu tiên là cái nguồn dây có bị đứt, có bị cháy chập hay không. Và nguyên nhân chính của chiếc nồi chiên ấy, nó sẽ có những nguyên nhân chính sau đây. Ở phía đáy nồi ấy, thì nó sẽ có một cái công tắc. Khi chúng ta rút ra, rút vào, thì công tắc này nó sẽ đóng mở. Đây là đáy nồi, nó có một cái công tắc ở đây này. Chúng ta ấn vào thì nó sẽ đóng mở. Đây là đáy nồi, Thành Được đã tháo ra để kiểm tra cái công tắc này nó còn sống hay không. Đây, đầu tiên là lỗi ở công tắc này. Thứ hai, chúng ta sẽ kiểm tra dây nguồn, đo thông nguồn từ đầu nguồn vào qua công tắc. Nếu công tắc còn sống hoặc công tắc chết rồi thì chúng ta có thể đấu trực tiếp vào như cái này, không cần phải qua công tắc nữa cũng được. Sau đó sẽ kiểm tra đến cái nguồn cơ cót nhiệt độ và cái hệ cơ cót thời gian. Nếu như mạch mở thông thì chứng tỏ là hai cái này không bị vấn đề gì. Còn nếu như không thông mạch, đo mà cảm thấy mạch bị chết thì chúng ta sẽ thay. Hỏng nguồn thì sẽ nhiệt độ thì sẽ thay nhiệt độ. Mở hỏng cái núm bên thời gian, chúng ta sẽ thay cái cơ cót bên thời gian. Và trường hợp cuối cùng là cái cầu chì. Thì chiếc nồi chiên không dầu này thì khách cũng đã sửa rồi. Đây, cầu chì là một bác thợ nào đó, các bác thợ đã tự đấu đây. Mọi người có thể nhìn này. Đấu rất lỏng lẻo, buộc xoắn ốc rất là lỏng lẻo. Nếu mà thợ làm như này thì không an toàn một chút nào. Nếu như em sẽ đấu vào và sẽ chấm hàn thiếc. Thì sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ của chiếc nồi chiên này ấy, từ nguồn điện này, công tắc này, cho đến tất cả các đường dây dẫn, rồi thì hệ cơ cót, thời gian và nhiệt độ, tất cả mọi thứ đều không chết, hoạt động ok. Thì đo đến trước cầu chì này. Đây cầu chì này. Cầu chì này thì khách đã thay rồi này. Đó, không biết bác thợ nào bác thay này, bác cái đấu này. Trông nhìn cứ như kiểu là buộc dây chun này. Rất là lỏng lẻo. Thì chiếc cầu chì này đã bị chết. Thì chúng ta chỉ việc thay cái cầu chì này, hoặc là có thể là đấu trực tiếp vào cũng được, không cần cầu chì. Thì đó là lỗi của chiếc nồi chiên không dầu.
Và đây là một chiếc mà khách đã sử dụng rồi. Thì sau một thời gian mọi người có thể nhìn thấy này, với những chiếc nồi chiên không dầu bình thường này, ở dưới là tôn nhá, xung quanh đều là nhựa này, nhựa chống nóng, nhựa chịu nhiệt này, nhựa này, nhựa, tất cả đều là nhựa hết này. Và nó cũng rất đơn giản luôn. Đấy, chỉ có dây nguồn rồi thanh sợi đốt cùng với hai cái lúm cơ cót này thôi, cũng không có gì cả. Ở phía trên này là một cái quạt để tạo ra cái gió nóng, ép cái thanh nhiệt tạo đốt mai so này từ trên xuống. Không có gì cả. Đây là một con cảm biến nhiệt độ. Toàn bộ cái cấu tạo, sơ đồ cấu tạo của một chiếc nồi chiên không dầu. Đây là lòng nồi một chiếc không dầu bình thường, sử dụng cơ cót của hãng Besuto. Besuto 6,5 lít. Thì khách đã dùng một thời gian và hiện tại đã có hiện tượng hoen dỉ. Ở phía trên này thì những người bình thường ấy không thể tháo được ra ấy, thì sẽ không để vệ sinh được. Đây là hoen dỉ hết rồi, dầu mỡ nó bám vào rồi. Muốn vệ sinh được những chiếc nồi chiên không dầu như thế này thì cần phải có thợ tay nghề, họ tháo được thì mới có thể vệ sinh được. Phải tháo tung ra như thế này thì mới vệ sinh được. Và đây, lòng nồi sau một thời gian sử dụng này, đã bong chóc hoen dỉ hết rồi. Đây, hoen dỉ hết rồi, bong sóc sạch luôn sơn này, phía trên phía dưới này. Tất cả các cái nồi chiên không dầu mà tráng men chống dính như thế này thì đều là thép, là sắt. Và tráng chống dính, khi mà cái lớp chống dính nó bong ấy thì nó sẽ bị hoen dỉ. Nó hoen dỉ như thế này. Và xung quanh nó đều là các cái xung quanh nồi này đều là nhựa hết này. Để dùng thì nó không đảm bảo. Nếu như các bác có tiền thì sử dụng các cái dòng tất cả là inox ấy, thì nó sẽ bền và đảm bảo sức khỏe, bền lâu bền dài. Còn ham rẻ thì trong mới trong cũ chúng ta sử dụng khoảng 125 thì bỏ đi cũng được. Nhưng mà sức khỏe nó sẽ không đảm bảo. Đây là tất cả thực tế từ công năng sử dụng rồi bên trong linh kiện của một chiếc nồi chiên không dầu hạng phổ thông. Chống dính đã bong hết rồi, hoen dỉ nhá, hoen dỉ hết rồi. Và xung quanh đây đều là nhựa này. Để sử dụng trong cái nhiệt độ cao ấy, cái nhựa này nó sẽ tạo ra những cái mùi và cái chất không tốt đến sức khỏe. Nên các bác cân nhắc. Đây, phía trên này thì không thể vệ sinh được. Mọi chi tiết liên hệ tư vấn thành được. Số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Thành được giải đáp thắc mắc tất cả về thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, nguyên lý hoạt động cấu tạo và hướng dẫn mọi người sửa chữa free. iPad, điện thoại, rồi thì laptop. Với những hiểu biết của mình, Thành được sẽ không giấu nghề và biết gì thì sẽ hướng dẫn mọi người làm cái đó. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy video này hay, thú vị và muốn xem những video về khám phá các thiết bị điện thì xin đăng ký kênh, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Thành được.